Sáng tạo Vlog xin gửi lời chào đến tất cả anh em bạn bè xa gần cũng như tất cả những người yêu thích ẩm thực và những món ăn ngon của các vùng miền trên toàn quốc nhé. Hôm nay mình đi câu, thời tiết nó dở dời nên không câu được gì cả ngoài cá rô phi đấy. Hôm nay mình câu được có một lúc thôi nhưng được một món cá rô phi nó rất đều quần. Và hôm nay mình sẽ chế một cái món, nếu ở sống ở trên đời mà các bạn chưa được thưởng thức cái món này thì quả thực là hơi uổng phí nhá. À, nó cũng không được rộng người lắm đâu, nó chỉ là được vài lạng thôi, nhưng tương đối là rất ngon. Và cái món này của mình ấy, mình sẽ chế ra một cái món gọi là cá nướng riềng mẻ xả ớt. Nếu các bạn mà chưa được thưởng thức món này thì quả thực là quá lãng phí. Nếu sống ở trên đời như tôi đã nói rồi mà chưa được ăn cái món này thì quả thực là rất là tiếc. Nếu ai mà chưa được thưởng thức thì mong các bạn hãy cố gắng một lần trên đời đi thưởng thức và chiêm ngưỡng cái món này nhé. Và bây giờ tôi, cái món này là các bạn phải nên nhớ là có riềng tươi này, đấy, xả này, và ớt này, và mẻ nhá, đấy, ớt thì ớt tươi này, đấy, và ớt khô cũng được, nhưng mà ớt tươi thì nó có cái vị đặc trưng ngon hơn, đấy, và sau đó là chúng ta phải có cả mẻ nhá, và nêm thêm một chút gia vị nữa để cho nó vừa vặn nhá, đấy, bây giờ mình bắt đầu đi vào chế biến nhá. Về phần mổ ấy thì các bạn cứ mổ và làm sạch nhá, vì cái phần mổ quay lên clip thì nó dính vào máu với lại chết chóc nên là mình không đưa vào đây. Mình sẽ tạm cắt cái phần mổ đi nhá, để sau này khi bắt đầu ta ướp gia vị thì tôi sẽ cho lên hình xin hướng dẫn trước và nói chuyện trước như thế để các bác thông cảm nhé. Và bây giờ tôi đã phần thô là mổ xong này, bắt đầu có gia vị này, các bạn nhìn này đó. Tương, gừng, xả, ớt, rau mùi tàu và bột nêm, bột ngọt nhá. Đó. Và có một chút mẻ đấy, các bạn nhìn là nhìn bắt đầu tôi ướp này. Thứ hai nữa là khi mổ cá thì các bạn hết sức lưu ý là đây, các bạn hết sức lưu ý là mổ cá các bạn moi sạch phần màng đen này nhé. Một là nó không tanh, hai nữa là nó đảm bảo được là nó hết sạch mùi tanh luôn. Hai nữa khi các bạn khía cá thì các bạn khía hơi lát con dao một chút để cho nó sâu vào trong này này. Đấy, nó sâu vào trong thì nó sẽ ngấm gia vị rất đều và nó sẽ ngấm được sâu nhá. Đấy, và sau thì nó bám riềng bám gia vị vào đây. Đấy. Còn nếu mà các bạn, nhiều bạn ấy là tôi cũng xem các bạn là cắt rồi, nhưng các bạn cắt ngang. Đấy, các bạn cắt ngang này thì một là nó sẽ đứt vào trong, hai nữa là nó độ ngấm của nó không được như là các bạn cắt lát này nhá. Thì các bạn bổ lát thì nó sẽ ngon hơn và nó ngấm hơn. Đấy, bây giờ là ta ướp gia vị vào đây. Từ nãy là bây giờ ta ướp vào để ta chuẩn bị là phần ngấm gia vị xong là ta cho lên thôi. Đấy, các bác hết sức lưu ý này. Lưu ý là có tí ớt nữa nhá. Ớt gừng và có một tí tương. Đấy, các bạn để rồi ba con lên như thế nào. Đấy, cá hồ luôn. Nếu mà các bạn sống trên đời mà đúng là chưa được thưởng thức cái món này thì quả là uổng công và lãng phí nhá. Các bạn nên cố gắng chưa được chiêm ngưỡng và thưởng thức cái món này đi, thì món này nó là quá ngon luôn. Thì tôi chưa thấy ai kêu là cái phàn nàn như cái món này cả, vì tôi làm rất nhiều rồi nhưng cái món này nó rất ngon nha các bạn nhé. Các bạn cho một ít nữa vào trong. Đấy, ba con các bạn để đây các bạn nướng thì quá là đỉnh cao luôn. Đấy, vừa đen một mẻ. Đấy, khi các bạn cắt lát này này thì cái gia vị nó ngấm vào trong rất nhiều. Đấy, bám vào ăn tí nữa mình nướng là nó sẽ há ra nhưng mà nó sẽ ngấm vào trong. Đấy, các bạn cho một chút vào trong nữa đây. Đấy, ăn rất ngon luôn. Đấy, đấy, phần này là sau đó ta lại cho tiếp tục gia vị lên nhá. Bây giờ đang kẹp xiên đã. Đấy, các bạn nướng bằng than thì các bạn dùng bằng cái bẹ chuối nhá, và cái xiên chả này kẹp vào thì nó không bị dính. Còn nếu các bạn mà nướng bằng cái kẹp người ta bán sẵn đấy, cái phên đấy, thì nó sẽ dính hết thịt vào và nó sau đó kép vào đấy mình bóc đi thì nó sẽ mất đi cái lớp màu vàng của cái lớp da lụa nhá. Thì cá đã là riêng cái rô phi cái vảy nó cứng, người ta đã lọc hết cả vảy rồi, đánh vảy rồi nên là nó còn nguyên thịt thôi, nên nó dính vào cái đấy sau này bóc ra thì nhìn nó mất đi cái màu vàng vị đẹp của cái con cá thì nó sẽ không đẹp. Cái này các bạn xiên bằng xiên chuối, hai bên hai cốc chuối thôi là quá lại là được, không cần phải xiên nhiều cho con cá gì nhá. Gần kẹp hai đầu và ở giữa là con cá thoải mái đứng giữ và lật, không bao giờ bị rơi và không bao giờ bị gãy các bạn. Đấy,
Nhưng cái này nướng cá là cũng ngày trước là mình nướng bằng cái kẹp bằng cái ánh tre trẻ ra nó kẹp cặp gắp gọi cặp gắp, nhưng bây giờ mình không cần cặp gắp như thế vì nó không có cái tre nữa. Thì chúng ta có thể là ở vùng quê mới có thì đương nhiên là mình sẵn, còn như các bác ở Hà Nội hoặc các thành phố các trung tâm lớn thì các bác chỉ có nướng bằng lò vi sóng nướng này cũng rất là ngon nha các bác nhá, mà nó dễ làm. Đó, hôm nay mình tranh thủ để hướng dẫn và trao đổi các bác làm một cái chia sẻ với các bác làm cái món cực dễ làm nhưng ăn lại cực ngon luôn. Đây là món cá nướng phải nói là rất ngon, nếu mà các bác chỉ nướng bình thường thôi thì nó không đủ gia vị quện, nên là nướng như thế này quện gia vị và ăn sẽ rất ngon các bác. Đấy, sắp sửa được rồi các bác nhá, một lúc nữa thôi là ổn đấy. Nhìn các bác nhìn vàng ươm nguyên, ngửi cái mùi thơm của cá nướng, cái hương vị của các gia vị nó quện vào nhau đã cảm thấy là muốn ăn lắm rồi, nhưng mà vì đang đợi nốt cho nó chín kỹ cái phần đầu nên là ăn cho nó có đẳng cấp, hai nữa là nó ngon. Thực ra nói là cái món này mà mình làm là nó rất dễ làm các bác ạ. Nếu mà các bác chịu khó làm chế biến thì cái món này nó quá ngon luôn. Đó. Xong chuẩn bị là có thể là bày lên đĩa rồi. Chờ một lúc nữa thôi. Đấy, bây giờ là em xong rồi nhá, em bắt đầu cho lên đĩa rồi các bạn. Chuẩn bị cho lên đĩa. Đấy nhá, sau khi em nó được nướng trên than hòa và đến giờ này đã hoàn thành. Đây là cái công trình chế biến ẩm thực cực ngon luôn. Nếu mà các bạn và các bác mà ăn mà cái này chỉ cần chấm với lại mắm tiêu thôi nhá. Chấm với mắm và tiêu thôi. Đấy, không cần, vì mình đã cho ớt vào rồi thì nó cũng đã có vị rồi thì không cần phải thêm ớt. Và gừng thì ta cũng có vị gừng quẹn với lại tương với lại giềng rồi thì không cần phải gừng mà chỉ cần mắm tiêu thôi. Nếu mà các bác nhà các bác có cái cây nhội nếp này nhá, đây là cái lá nhội các bác ạ. Nếu nhà các bác có cái lá này hoặc một số lá khác như lá lộc vừng hoặc một số lá khác mà các bạn bóc một miếng cá ra cuốn với cái này, cuốn với cái lá này mà ăn với lại chấm với lại cái mắm tiêu ăn thì chấm hết luôn, không phải nghĩ luôn. Đấy, các bác nhá, đây là cái món mà cực ngon luôn. Nếu mà ở trên đời mà các bác chưa được thưởng thức cái món cá nướng riêng mẻ thì thực ra nói là cái món này ăn cực ngon mà dễ làm, các bác cứ thử một lần ăn đi. Tôi đảm bảo các bác là khi các bác và các bạn mà được ăn món này rồi thì chắc chắn đây là món dễ làm nhưng nó lại là cực ngon, nhưng mà rất ít người làm. Đấy, mà làm thì nó đơn giản thôi, nướng bằng lò vi sóng được mà nướng bằng than hoa được. Nướng than hoa nó sẽ ngon hơn lò vi sóng vì nó có cái hương vị của cái than củi nhá. Đấy, các bác nhìn xem, rất hấp dẫn và cực ngon luôn. Đấy, bây giờ đây này, thái như này thì đương nhiên là cái cá mình bóc là nó rất dễ. Đấy, chỉ cần cầm đũa cái bóc cái là ra hết, nó không còn không dính với xương mà xương đọng lại nhá. Đấy, ta khía nó sâu như thế thì nó sẽ ngấm gia vị rất ngon. Đấy, nay sáng tạo vlog xin chia sẻ và cùng thưởng thức chiêm ngưỡng món cá nướng cùng với toàn thể các bạn, và xin chào và hẹn gặp lại trong một món ăn và những cái cách chế biến ẩm thực khác. Xin chân thành cảm ơn.